Hello quý khách, xin chào tất cả quý khách đã đến với kênh Mô tô Văn Nha 79. Rồi, xin chào tất cả anh em đam mê xe nha. Rồi hôm nay tiếp tục làm thêm một cái clip về CB nữa. Tiếp theo, dòng CB phải nói rằng một series của Honda, một dòng huyền thoại luôn, được các anh em chơi xe rất là thích. Hiện tại ở nhà có CB từ nhỏ tới lớn luôn. Nhỏ thì nhỏ lắm thì cũng phải nhỏ lắm đâu. CB 650 thì còn một cặp ở ngoài nha, hai chiếc. Rồi BMW XR mới về, Sado 750, nói chung xe về ngoài nhiều lắm. Đang nói về CB thì 650 có 1000, có cả cặp luôn. CB 400 chiếc Super 4 Revo đời cuối luôn, đời 2013, đăng ký lần đầu 2004, cực kỳ can luôn, 2300 km. Chiếc xe này có làm clip rồi nha, các anh có quan tâm dòng này thì mình sẽ gửi clip cho ha, hoặc là các anh có thể tìm trên cái trên này có ha, trên cái kênh YouTube của mình có. CB 1001 đang có 4 chiếc trong các đời 2017 và 2019, 2020. Đó, series CB hiện giờ đang quá là đã, dễ lựa luôn. Và trùm cuối của CB thì một cặp CB 1003. Vừa rồi thì chiếc này đang vừa rồi chiếc này đã ở cửa hàng rồi, chiếc này mới vừa về, một cặp CB 1003 đời 2019 phiên bản đặc biệt, phiên bản SB. Phiên bản SB nha. Theo được biết thì bản phiên bản thường, phiên bản chuẩn á, phiên bản chuẩn thì về ngần 3 thì nó cũng đã không nhiều rồi, nhưng mà về nó vẫn có nhiều hơn so với CB 1003 phiên bản đặc biệt SB. Bản SB này về Việt Nam chỉ 6 chiếc mà thôi, mà phải nói rằng là mình hiện tại đang có 2 chiếc sẵn tại cửa hàng, là 1003 đời 2019 luôn nha, đời cuối rồi đó, đời cuối nhập về đây, chứ còn sau này thì không thấy bỏ chiếc SB nào về nữa hết nha. Quán chiếc SB thì so ra so với bản thường thì phiên bản chuẩn thì SB sở hữu phuộc ô liền màu vàng ha, phuộc ô liền tây vàng đó. Thắng Rambo ha, nhìn cái thắng là thấy thương hiệu, là thấy xịn rồi, phuộc ô liền nữa nha. Rồi trước sau đều phuộc ô liền hết, cả hai chiếc này là trùm cuối của CB rồi ha. Rồi chiếc này mình đi vào chi tiết, chiếc này thì mình đi vào chi tiết rồi, bây giờ mình nói sơ qua. Chiếc này odo cao hơn chiếc bên kia, chiếc này 21.000, odo 21.000 nha. Mình luôn luôn odo thật, đúng chính xác là odo nếu như vậy thì mình để đúng y 21.000, không có tua. Thật ra nó hơi cao một tí xíu so với một thường thấy những chiếc xe xài lớn hả, nhưng mà chiếc xe như thế này odo 21.000 không ăn thua, chiếc xe cực kỳ can nè. Đây, rất là can, đẹp nha, đẹp từng chi tiết. Rồi, đây. Từ trước đến sau ha. Các anh nghe động cơ nè. Rồi. Rồi ha. Cái màu cực kỳ đẹp. CB 1003 thì đèn led rồi ha, mọi thứ rất là chuẩn, rất là đã luôn cho một phiên bản cao cấp. Có lên đèn trợ sáng, có một cái đèn trợ sáng sẵn. Rồi đây, quá đẹp luôn. Rồi xe này cặp vỏ thay rồi ha quý khách. Rồi cặp vỏ thay rồi, vỏ đẹp. Phuộc ô liền nè, nhìn phuộc chưa, gấp được cũng vậy, gấp đen, gấp nhôm đen ha, nhuộm đen. Từ bạn nhìn cái xe rất là xịn này. Đây odo trên đồng hồ. Chiếc này có làm clip rồi thì chỉ ghi sơ qua thôi nha, chiếc xe này chuẩn chỉ lắm. Rồi 21.000, cặp chìa khóa còn đủ, hai chìa đủ ha. Rồi đẹp. Rồi một chiếc. Đây, xe mình cam kết với quý khách là tuyệt đối đẹp, không lỗi, không đổ ngã, không gì hết ha. Chiếc thứ hai thì odo thấp hơn, và phải nói rằng chiếc xe này
phải lớn hơn chiếc đó một tí xíu rồi, tại ô đô thấp hơn thì nó sẽ có cái giá khác hơn một tí, 5.650 km. Đây, đây chiếc xe ô đô cán nó thấp như vậy, đồ nó cũng cực đẹp ha. Rồi nhìn những chiếc CB mà được trang bị đồ nó cao cấp như vậy thì quá xuất sắc, quá đã rồi luôn quý khách. Này rồi, cực kỳ đẹp nha. Động cơ CB 1003 có khác với 1001 là động cơ CB 1003 nó giống như CB 400 giải nhiệt bằng các dầu ha, các nước ha, giải nhiệt dung dịch các nước. Động cơ 4 máy ngang, 4 máy đứng. Âm thanh thì cực đã luôn. Trang bị sẵn đèn nè, đèn còi, đèn trợ sáng đầy đủ còi. Phiên bản SB nha, nó màu xanh, đỏ, trắng. Đây. Đây, các anh em xem từng chi tiết ha, cái đồ nó cực kỳ xịn nè ha. Rất rất là đẹp. Rồi, cái đồ nhôm nè ha, không bị xì, không bị xấu gì nha. Tuyệt phẩm CB. Rồi, các anh em xem kỹ nha, những con ốc cốt nè. Một cặp này mà các anh có điều kiện sở hữu một cặp này trưng bày trong nhà đẹp lắm, đẹp luôn. Hay là cặp đôi bạn bè rồi sở hữu mỗi người mỗi chiếc đi cặp này hả? Đúng xịn luôn. Lớp vỏ jean nha. Rồi. Quá trời. Đây. Quá đẹp luôn ha. Cực kỳ đẹp. Đó, những điểm là không có bị mòn, không bị chày, không bị xấu nha. Mình nói chính về cái tình trạng xe ha quý khách. Còn thông số mình chỉ nói tương đối thôi. Rồi các anh có quan tâm thì mình sợ có nó sẽ báo nó có rõ ràng hơn hả, nó sâu hơn hả. Rồi đây nè, chiếc xe nó đẹp từng chi tiết nè. Cái này nó, cái ốp này nó bằng xám, nó màu xám ha. Đây CB 1003 đây. CB 1003 Super 4 ha. Rồi, phiên bản SB, phiên bản đặc biệt thì cái màu này rồi ha. Tất cả tem đồ còn rất là xịn đẹp nè. Cái tắp lô đồng hồ đẹp lắm, ô đô. Mới có mấy ngàn thôi. Mới làm clip CB 400 rồi quay qua làm cái 1003, nhìn cái đồ nó to hơn, nó chất hơn. Rồi. Nè, đẹp từng chi tiết nha. Rồi. Mở yên sau lên cho các anh xem coi. Rồi đây. Tất cả đều sạch đẹp, đây bộ đồ nghề để chỗ này ha, để này, đó, cái đồ nghề để chỗ đây, đây đồ nghề để chỗ đây mới đúng chứ, đúng rồi, đây, không hề gãy bách, không hề xấu nha. Các anh đang quan tâm tìm một chiếc xe sưu tầm chơi, CB sưu tầm chơi gì đây, cực kỳ xuất sắc. Mình được biết thì có nhiều anh sưu tầm về trưng bày chơi bộ sưu tập xe nhiều lắm, các anh dư điều kiện thì
với cặp này về quá đã luôn. Rồi các anh hỏi CB 1.300, 1.100 rồi có nặng hay không thì phải nói rằng là nó nặng nha, nó phải nặng, nó không có nhẹ đâu, nhưng nó phân bổ đều, phân độ nó phân bổ cái kiểu ngồi á, nó phân bổ đều nên mình ngồi nó rất là im, thậm chí rằng là cảm giác nhìn thấy nó là nặng nhưng mà chạy nhẹ, không có nặng. Nặng thì trọng lượng chiếc này là 268 kg nặng ha. CB 1.100 thì có 252 đã thấy có cảm giác nặng rồi, mà này 268 thì cảm giác sẽ nặng hơn, nhưng mà mình bù lại nè đó, như mình cao có 1m66-65 rồi đây, vẫn ngồi cảm thấy rất là thoải mái, thậm chí đi 1.000 cây số mình vẫn đi tốt những cái chiếc như thế này ha. Ngồi thì hiển nhiên nó phải có nhóm rồi nha, nhưng mà cảm giác chiếc xe này ngồi thông thả lắm, ngồi vô cùng hợp lý. Động cơ ngon, chạy cực kỳ tự tin, cực kỳ thích. Đây, những cái đồ tiểu tiết không hề trầy xước, không hề gì hết, cực kỳ đẹp. Rồi, quá là đẹp luôn ha. Thùng xăng còn dán keo nguyên chiếc, tất cả còn dán keo nguyên chiếc, đẹp. Đó, mình nhỏ con vậy đó, nhưng mà chiếc xe này mình dựng lên nhà hiệu không có vấn đề gì nha, bởi vì cái bản thiết kế nó phân bổ nó hoàn toàn hợp lý, mình chỉ đạp vô mình dựng lên nhẹ nhàng lắm. Đây, về chất lượng xe chiếc này miễn bàn, kể cả chiếc này cũng miễn bàn luôn. Motovanga bán ra cam kết quý khách là miễn bàn về cái cặp xe này ha, cực kỳ đẹp. Đây, quý khách sẽ quan tâm cái giá mà thôi. Xin nhắc lại một lần nữa là dòng này về Việt Nam rất ít, chỉ có 6 chiếc mà thôi. Hiện tại đang có một cặp màu rất là đẹp, phiên bản SB thì cái màu đẹp luôn luôn đẹp hơn phiên bản chuẩn, và được trang bị những cái đồ như vậy đó, rất là xịn. Giá quán rồi, chiếc này hôm rồi có giá nó nói hơn một tí, khi hôm nay có chiếc kia về thì chiếc này có điều chỉnh giá một tí nha, để kích thích các anh em thấy hợp lý thì giao dịch luôn nha. Hôm rồi thì chiếc này có chào 620 triệu, hôm nay chiếc này có giá bán 595 triệu, có giảm tí đỉnh so với giá được rồi, tại vì các anh em nghĩ ngại vì thấy có đô 21.000 cũng hơi ngại, nó giao dịch hơi chậm, nhưng mà thật ra chiếc xe này 21.000 đối với chiếc xe này không có cao mấy, chỉ cao hơn là cao so với kia, chứ còn chiếc xe này không ăn thua gì. Rồi, chiếc này có giao bán 595 triệu, xe hải quan chính ngạch nên việc công chứng mua bán sang tên rút gốc ok hết. Rồi, chiếc thứ hai báo giá luôn rõ ràng các anh quan tâm, chiếc này Odo thấp hơn thì chiếc này có giao bán 635 triệu, cả hai chiếc nha, chênh nhau tầm 40 triệu, 40 triệu ha, so ra nếu như vậy thì cái Odo nếu như vậy ha, nó có phải có giá khác nhau. Có những anh nói ơi, ông Nga quán những cái xe nó cao hơn chủ A chủ B chở xe đó, thì đây là một trong những cái các anh em so sánh nha. Odo nó thấp hơn thì cái giá nó sẽ được nới lên hơn, cái Odo nó cao hơn tới xíu cái giá nó phải thấp hơn. Mặc dù trong cái hai cái xe đều tất cả đều đẹp hết, nhưng khi đánh giá lại tình hình như vậy thì cái giá nó phải có được khác biệt cái giá nhau hơn nha. Lắm lúc có những anh nói ông Nga quán mắc nè, mình cũng cười thôi ha, tại vì nhiều khi những cái xe Odo nó thấp thì cái giá nó phải khác hơn so với cái xe Odo nó cao. Rồi đây là một trong những cái mà mình có sẵn, mình phân tích các anh, kể cả những chiếc như này, hai chiếc bằng đời với nhau, cả hai chiếc rất là đẹp, hai chiếc CB 1.100 đời 2017 ha, nhưng mà đã chênh nhau 20 triệu, Odo chênh nhau có mấy ngàn thôi, cũng sẽ chênh nhau mấy chục triệu. Hai xe đều đẹp, không có lỗi, không có gì nữa, đều can đẹp hết trơn, đậu chạy qua thì hai cây giống nhau, nhưng khi đã nói về bàn về cái Odo nó thấp cao một chút, giá nó phải được khác hơn phải xíu.
mong các anh em hiểu và thông cảm cho những điểm đó. Nhiều khi ít tiền chưa chắc là rẻ, nhiều tiền chưa chắc là mắc. Rồi, mình bổ sung như vậy thôi chứ mình cũng không dám tư vấn thế nào. Toàn là các anh nhiều tiền, nhiều điều kiện ở đây không mà không dám tư vấn các anh kỹ hơn. Này, cả hai xe đều là nhập khẩu hải quan chính ngạch nên việc công chứng mua bán sang tên rút gốc đi đâu cũng ok hết nha quý khách. Rồi, các anh thích chiếc nào thì trên góc màn hình mình có hai cái số điện thoại là 0933 891 954 và 0902 319 854 nha. Mô tô Văn Nga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Rồi, có trang Facebook cá nhân là Nga Lê Văn. Rồi, các anh có thể tiện theo dõi thêm và chốt chiếc nào trong này thì mình sẽ giao dịch chiếc đó nha. Có những chiếc mình đã nhận cọc rồi thì có những chiếc đã bán rồi. Ba chiếc này là bán rồi. Vài chiếc bên này nhận cọc rồi, hai chiếc bên này nhận cọc hết rồi. Rồi, kể cả trong này. Rồi mình xin kết clip tại đây, rất là chân thành cảm ơn tất cả quý khách à, bạn bè, anh em đã quan tâm và ủng hộ Mô tô Văn Nga. Mình chân thành cảm ơn, chúc mọi người được sức khỏe. Rồi, xin chào.